Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể trồng rau muống ở nhà với cái bình nước 5 lít của Aqua này. Đấy, mình bỏ đi này, cái này mình mua ngoài chợ chỉ có 2.000 đồng thôi các bạn. Và rau muống là một cái loại rau ưa thích về nước, nó rất là ưa nước, cho nên mình sẽ làm một cái hệ thống bằng cái trái này mà mình sẽ được cống tưới các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bóc cái lớp này đi. Xong mình sẽ được một cái trái. Sau đó mình sẽ cắt như thế nào. Ở đây thì cái trái nó có các cái khớp như thế này các bạn, mình sẽ cắt ở cái khớp thứ 3, 1 2 3, mình sẽ cắt ngay ở đây đấy, 1 2 3 nhé, mình sẽ cắt ở đây. Đây là vị trí cắt là hợp lý nhất, và do mình đã làm nhiều rồi nên giờ mình hướng dẫn lại đây. Này thì mình nên sản xuất như thế này thì vừa mang lại niềm vui mà vừa có những cái sản phẩm để chúng ta có thể tự túc rau củ quả vừa sạch vừa hợp lý để các bạn. Đây, sau khi cắt được rồi mình nên cắt luôn cái phần tay cầm này luôn các bạn ạ. Cắt luôn nhé. Đây. Không, mình dạng này thôi. Vứt cái này luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp lại. Và mình sẽ sấu lỗ ở đây. Để cho nước nó hút ở dưới này lên. Đấy. Và mình không cần phải tưới nước hàng ngày. Đỡ cống mình sẽ tưới nước. Mình sẽ sấu bằng những cái bằng cái mỏ han, hoặc các bạn nếu có cái mỏ han nóng như thế này, mỏ han nhiệt như thế này thì có thể dùng cái thân kim loại và mình hơ lửa các bạn sấu vào đây. Đấy, đơn giản thế này thôi. Làm cái này thì nó mất chưa đây 5 phút được khoảng. Đấy. Đây. Sau khi mình sâu lỗ như thế này xong, sâu khoảng 5 lỗ như thế này, mình bắt đầu bỏ lên. Đấy. Và đổ đất vào đây. Đổ đất vào đây này, trong dưới này thì mình đổ nước. Đấy. Đấy, các bạn thấy cắt như vậy mình để vào thì hợp lý chưa? Đấy. Nếu mà hồ phân đất nó sẽ cao lên đây và nước sẽ ở dưới này. Nhiều nước mưa nó tràn vào thì nước sẽ tràn ra cái này và không gây úng quá quá. Mà trong uống thì cũng là bình thường thôi, chẳng vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ đổ đất vào đây. Đấy. Đất này thì mình đã chuẩn bị rồi. Bạn thể đổ đất với phân bò hoặc phân gà. Mình sẽ trồng cái đất nhân tục các bạn. Mà rau muống thì là một loại rau rất là dễ phát triển các bạn. Mình trồng như thế này khi nó lên nó rất là tuyệt vời. Mình có thể hái vào ăn. Thank you.
sau khi cho đất vào rồi này, thì mình sẽ tiến hành cắm các cái cọng rau muống này vào. Thì cọng rau muống này sau khi mình mua một bó rau muống ở chợ về ăn thì mình lặt phần ngọn và lặt hết lá của phần cọng này đi, sau đó ngâm vào nước và mình trồng ngay cũng được, hoặc để một vài ngày mình trồng cũng được. Thì bây giờ mình cái này mình trồng ngay luôn, mình chỉ mới ngâm nước một chập thôi, nhưng nó vẫn phát triển bình thường các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm vào, bạn có thể cắm từng chùm hoặc cắm từng cành riêng lẻ cũng được đấy. Cỡ 15 cây, 15 đến 20 cây các bạn. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành tưới nước vào. Đây. Mình cho nước vào ở phần dưới. Nhắc nữa lên nhé. Đấy, đổ nước ngang đó là ok rồi các bạn. Sau đó mình sẽ tưới cái này, tạo cho ẩm như các bạn, để cho cành rau muống ở trong này nó không bị khô. Sau đó mình để ở chỗ mát một thời gian, để khoảng độ 1 ngày đến 2 ngày là mình đem ra ngoài nắng bình thường, cây sẽ hồi sức lại rồi. Đấy. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái chậu trong rau muống đây, để sử dụng ăn cho gia đình. Đây là hai chậu cây rau muống của mình sau chưa đây 2 tuần các bạn. Đây, mới khoảng 12 ngày thôi, cây đã lên cao đi như đi được bạn. Đây. 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 Tốt và rất là non các bạn, cây non đấy. Nếu ở nhà chúng ta trong khoảng độ 5 đến 10 chậu như thế này thì cứ thế mình cắt và ăn thôi. Một ngày mình cắt cỡ 5 chậu như thế này mình ăn xong thì cứ cắt liên tục đấy, ăn luân phiên luôn các bạn, mà vừa sạch nữa đấy. Đây là cho các bạn thấy đây, đây rễ của cây các bạn, rễ nó này, đây là nước để ngoài như thế này thì đấy, nó hút nước từ dưới này lên các bạn. Nhiều khi mình cũng quên tưới nhưng mà vẫn ok, chẳng sao. Đấy, nếu các bạn bận rộn thì không cần phải tưới, trong vòng vài ba hôm là bình thường luôn các bạn. Đây, hai cây đây. Đấy. Mình sẽ trồng thêm một loạt nữa để ăn dần. Đấy. Lâu lâu thì làm rau muống luộc, rau muống xào tỏi. Đấy. Là ok luôn. Đấy. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Đấy. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và share, subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.